Sau màn đánh ghen bá đạo của Lan Phương và Khả Ngân, Tiểu Tam chính thức hết vai. Không thể phủ nhận sự xuất hiện của Tiểu Tam Mai, Ngọc Anh trong phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Đã giúp vợ chồng Công, Quang Sự, Phương, Kiều Anh nhận ra sự quan trọng của đối phương, từ đó cải thiện mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Nhân vật Mai do nữ diễn viên Ngọc Anh đảm nhận là cô sinh viên thực tập tại cơ quan Công. Mai có tình cảm với Công, liên tục thả thính anh dù biết Công đã có gia đình. Cô ta không ngại gọi điện đêm muộn, lấy lý do công việc để Công đến bên cạnh mình, thậm chí còn chưa chẽn cưỡng hôn Công, đề nghị anh cho cô ta trở thành người tình bí mật. Biết tính Phương hiền lành, không muốn làm to chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh của chồng nên hai em dâu là Hà, Lan Phương và Trâm Anh, Khả Ngân đã tìm cách dằn mặt Tiểu Tam thay chị dâu. Hai nàng dâu không chọn cách tác động vật lý như nhiều vụ đánh ghen mà song kiếm hợp bích dọa à Tiểu Tam cho cô ta sáng bừng. Mạng xã hội nếu còn tiếp tục thực hiện ý đồ cướp chồng người khác, nếu gu của em là chồng, người khác thì mời em lượn sang nhà khác mà chơi, lời dạy dỗ của Trâm Anh khiến Mai không dám hé răng nửa lời. Diễn viên Ngọc Anh chia sẻ nhân vật của cô chỉ xuất hiện trong 5 tập nhưng để lại những bình luận trái chiều từ khán giả. Xuất hiện vài tập nhưng nhân vật Mai của nữ diễn viên Ngọc Anh để lại nhiều dấu ấn cho khán giả. Xem thái độ thách thức, thủ đoạn của Mai, ai cũng cảm thấy ghét cay ghét đắng. Thế nhưng, sự xuất hiện của Mai cũng giúp cho tình cảm của vợ chồng Công, Phương trở nên bền chặt hơn. Công từ một người đàn ông lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với vợ đã hiểu và sẻ chia với vợ nhiều hơn. Sau màn đánh ghen của cặp chị em dâu Hà, Trâm Anh, Tiểu Tam Mai cũng chính thức hết vai. Trước khi phim lên sóng, Ngọc Anh đã đoán trước được những phản ứng của khán giả. Tôi đón nhận mọi phản ứng của người xem và hiểu tại sao khán giả bức xúc với Mai, Ngọc Anh chia sẻ. Ngọc Anh cho biết cô đã đọc hết kịch bản phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, không riêng gì phân cảnh của Mai. Cô ấn tượng với kịch bản trẻ trung, mang màu sắc tươi mới nhưng không kém phần sâu sắc của phim. Ngọc Anh sinh năm 1995, từng học tại trường Đại học Công đoàn, xuất thân là mẫu ảnh. Cô từng đóng một số phim như Chạy Trốn Thanh Xuân, Phố Trong Làng, Ngoài Đời, nữ diễn viên theo đuổi phong cách gợi cảm và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp.